Xin chào anh em, mình là Hợp và tiếp theo mình sẽ gửi đến anh em một chiếc Omega rất là đẹp. Chiếc này là một chiếc mới 100% và ICS mua được đợt này với cái mức giá sale khá là tốt. Mình sẽ mở ra ngay. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có đó là hộp gỗ của Omega, và ở đây không có đồng hồ nào cả bởi vì đồng hồ của mình vẫn còn nguyên ở trong siêu như này. Các bạn có thể thấy ngay. Đó, đây là bộ hộp đi kèm thôi và sổ sách của chúng ta có ở đây. Mình sẽ mở hộp và cái hộp nhỏ vận chuyển kia để cho anh em cùng view thấy chiếc đồng hồ này nó có những cái gì. Đây là thường là hộp vận chuyển về đại lý cho nên là các bạn sẽ thấy là nó có đầy đủ thông tin với cái mã sản phẩm của nó là 42410402002004, serial number các thứ ở đây. Và chúng ta sẽ có ở phía trong là một chiếc đồng hồ Omega Prestige Debut size 39.5 đời mới, và chúng ta sẽ có ở đây nữa là hai cái thẻ, mình sẽ tạm thời bỏ ra. Chúng ta sẽ có một cái tag đi kèm với đầy đủ thông tin giống như là ở phía trên kia, các bạn có thể thấy ngay đó. Và ở dưới này thì chúng ta sẽ có hai thẻ, một thẻ của nó là một thẻ pictogram như chúng ta thường lệ thấy và một thẻ là international warranty với date mua ở bên kia là 17 tháng 7 năm 2019 và sau đó sách về. Các bạn có thể thấy ở đây. Với cái dòng sản phẩm này thì nó sử dụng máy caliber 2500 và nó đã có áp dụng cái chính sách bảo hành mới của Omega là 5 năm bảo hành toàn cầu. Nên các bạn có thể thấy ở đây. Chúng ta sẽ có biểu tượng là coaxial escapement này, COSC này, độ chống nước 33 này, thân thép không gỉ, và chúng ta có đây là 5 năm bảo hành chính hãng. Tức là các bạn sẽ còn bảo hành cho đến là 17 tháng 7 năm 2024, rất là lâu. Mình sẽ tiến đến phần mà trên tay cái sản phẩm này luôn cho anh em, không anh em lại chờ lâu nhé. Chiếc Debut Prestige này là một trong những chiếc dress watch mà rất là đẹp của Omega. Chiếc này đời mới, đây là cái chiếc đời mới nhất. Với cái mặt dial thì Omega đã nâng cấp lên, đó là mặt lụa. Như các bạn thấy ở đây đó là có mặt lụa ở trong rất là đẹp. Và với cái mặt lụa này thì các bạn có thể thấy ngay là chúng ta tùy nhìn theo từng góc là chúng ta sẽ có những cái vân nó được làm đẹp khác nhau, và vân nó đánh chéo ngang với cả chéo dọc. Như các bạn thấy ở đây cực kỳ dễ dàng. Chiếc Omega Debut Prestige này thì của chúng ta sẽ có kim cọc màu vàng hồng, và nó sẽ là một cái sự nổi bật ở trên nền cái mặt gọi là mặt lụa này, mặt lụa silver này, được họ làm rất đẹp. Chiếc này có size là 39.5mm và với cái size này thì nó phù hợp với hầu hết tay của người châu Á. Chúng ta sẽ có logo Omega Debut ở góc 12 giờ. Chúng ta sẽ có một cái vòng được chia tách hai cái lòng, với lòng ngoài của chúng ta là nơi chứa cái vòng Atorim 60 phút, còn lòng trong của chúng ta là nơi phô diễn cái chất liệu làm của Omega. Đây là chất liệu được làm đó, như các bạn thấy từng góc nó sẽ khác nhau này, nó là silver và nó được làm với kết hợp với cả lụa thì nó làm rất là đẹp. Chúng ta sẽ có cái logo coaxial chronometer góc 6 giờ và ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày. Về bộ cọc số của chiếc này thì cọc số chiếc này sử dụng thiết kế theo dạng Classic Index. Chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 12 là cọc số La Mã. Còn 6 vị trí còn lại của chúng ta sẽ là cọc số chấm. Và cọc số chấm này cũng được làm bằng kim loại và mạ vàng rất là đẹp. Nói chung là thiết kế của dòng Omega Debut này thì mình không có gì để chê. Nó là thiết kế gọi là Timeless Design. Nó sẽ đẹp trường tồn với thời gian. Và nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ nhã nhặn cực kỳ tuyệt vời. Chiếc Omega Debut này sử dụng là kính sapphire nguyên khối và có lớp phủ chống lóa, nên các bạn nhìn cái bề mặt của nó sẽ càng tuyệt vời hơn. Đó, và khi mình quay chi tiết này, các bạn sẽ thấy này, từng góc này, cái mặt lụa này nó sẽ tạo nên một cái ánh sáng rất là đẹp. Đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái logo Omega ở trên cái núm chính của chúng ta, và chiếc đồng hồ này chỉ có một núm chính duy nhất. Nó sẽ giữ cái vai trò đó là lên cót tay cũng như là để chỉnh giờ và chỉnh lịch ngày của chúng ta. Ở phía sau thì là một cái đánh nguyên siêu vì chiếc này là chiếc mới và nó sẽ có cái hình vị thần thời gian ở phía sau. Và cái biểu tượng của Omega cũng như là serial number của nó được in ở phía dưới này. Dòng Omega Debut thì luôn có đáy kín cho nên là các bạn đừng thắc mắc về tại sao đáy nó kín. Chiếc này có độ mỏng nó vào khoảng tầm 9mm và đây là một cái size cực kỳ tuyệt vời để cho anh em có thể đeo.
Chiếc đồng hồ này thì chỉ cần anh em tay khoảng 15 cm là chúng ta đeo được chiếc này rồi. Đây là một cái size rất là tuyệt vời. Đi kèm với nó là một sợi dây thép và sợi dây, đây là một của mình là chiếc mới nguyên nguyên cho nên là nó vẫn còn nguyên siêu như các bạn thấy ở đây. Nó nguyên siêu ni lông. Đó. Và xin lỗi các bạn là mình không thể bóc được. Đi kèm với nó là một cái khóa và đây là khóa gọi là khóa Omega Slide. Đây là một cái khóa rất là quen thuộc của dòng Deville. Khóa này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái đồng hồ rất là mỏng, với cái lớp khóa nó mỏng, nó chỉ dày hơn một chút so với cái thân dây thép của chúng ta thôi. Và như các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái núm bấm ở bên để chúng ta có thể bấm khi mà chúng ta mở ra và chúng ta trượt ra để chúng ta đưa tay của chúng ta ra vào dễ dàng hơn. Đó. Với cái khóa này thì các bạn có thể xài thoải mái tự nhiên và nó sẽ bền bỉ với thời gian. Tay các bạn nhỏ thì chúng ta cắt mắt thôi, còn với cái khóa này thì không có gì cả. Chiếc Omega này sử dụng máy là Omega In-House Caliber 2500 và mẫu máy 2500 này của Omega thì đem đến cho nó rất là nhiều thành công, bao gồm cả những cái dòng mà đặc biệt như dòng C300 Diver thì Omega cũng đưa bộ máy 2500 này vào. Với chiếc Omega này thì với bộ máy này thì mình nghĩ là nó dư dùng vì máy Omega 2500 thì nó sẽ có thông số đó là 27 chân kính có 48 giờ tích cót và các bạn sẽ có là 25.200 tần số động và nó có một cái sự bền bỉ cực kỳ đã trường tồn theo thời gian mà đã khẳng định ở các cái dòng rất là nổi tiếng của Omega rồi. Nói chung là chiếc này thì là một chiếc không có gì để chê cả. Giá hãng của em nó cũng rất là đắt, giá hãng của nó là 3.950 đô. Với 3.950 đô thì các bạn sẽ phải bỏ ra nếu mà tính cả thuế cả ship về thì nó sẽ vào khoảng tầm 98 triệu tiền Việt Nam. Còn với ICS thì chúng tôi có mua được chiếc này với chế độ bảo hành 5 năm toàn cầu y như hãng, không có gì khác cả. Các bạn vẫn được bảo hành ở Việt Nam bình thường và với cái mức giá thì phải nói là không thể tốt hơn. Mẫu này bên mình bán chỉ khoảng 66 triệu thôi, tức là nó sẽ rẻ hơn được khoảng 32 đến 33 triệu so với mua chính hãng. Đây là một cái mức giá rất là tốt mà vẫn có full bảo hành các bạn nhé. Nếu như các bạn so sánh giá Zoma thì xin lỗi các bạn, Zoma Shop là không có bảo hành quốc tế cho nên là mình không chấp. Với cái giá Zoma thì nó cũng đã khoảng 3.000 rồi, khoảng 2.700-2.800 thì mua về các bạn đã mua đắt hơn cái giá này của mình rồi. Mình lấy thẳng trực tiếp từ đại lý Boutique của hãng cho nên là nó sẽ được cái mức giá chiết khấu tốt hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.